xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 5 2023. Đến với BTV tối nay là phóng sự 30 tháng 4 tại Hoa Thịnh Đốn và phần 1 của loạt bài Chính đề Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự lễ tưởng niệm 48 năm 30 tháng 4 tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Chương trình do Đậu Thanh Vân và Bích Phượng thực hiện. Bích Phượng của SBTN và BTV xin kính chào quý vị. Hôm nay ngày Chủ nhật 30 tháng 4 2023, trời mưa tầm tã từ lúc sáng sớm, nhưng không nản lòng hơn cả trăm người đã có mặt tại kỳ đài trung tâm thương mại Eden để tham dự lễ tưởng niệm 48 năm ngày lễ quốc hận, ngày đau buồn nhất của người dân miền Nam Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 1975 là ngày mà toàn dân Việt Nam không thể nào quên. Đó là ngày Cộng sản miền Bắc bức tử miền Nam và đặt toàn cõi Việt Nam dưới sự cai trị của chế độ độc tài Cộng sản. Cái ngày mà nhà văn Dương Thu Hương từ miền Bắc vào Nam đã phải bật khóc khi nhận ra rằng chế độ Việt Nam thì tự do, còn chế độ miền Bắc mang rợ. Và chế độ văn minh đã thua chế độ mang rợ. Đó là sự hàm hồ và lầm lẫn của lịch sử. Hàng năm, cứ mỗi độ tháng tư về, người Việt hải ngoại lại tổ chức tưởng niệm 30 tháng 4 để nhớ lại ngày đau thương của dân tộc và ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, cũng như các vị tướng và các quân cán chính đã vì quốc vong thân trong cuộc chiến vừa qua. Ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nhà Việt Nam đã khởi đầu cho những sinh hoạt tưởng niệm 30 tháng 4 1975 với chương trình nhạc thính phòng, với chủ đề Những thành phố trong hồi tưởng, chiếu video ngày 30 tháng 4 1975 và những hệ lụy sau đó. Miền Nam Việt Nam trước và sau năm 1975 và cuộc triển lãm Những hình ảnh cuộc chiến tranh Việt Nam ngày 30 tháng 4 1975 khi Cộng sản chiếm Sài Gòn. Các cảnh, các trại tù, các con tàu vượt biển. Đêm 29 tháng 4 2023, giới trẻ nhà thờ giáo xứ mẹ Việt Nam Maryland cũng tổ chức buổi tưởng niệm 30 tháng 4 1975. Đồng thời trong các thánh lễ ngày Chủ nhật 30 tháng 4 2023, cha chủ tế đặc biệt cầu nguyện cho đồng bào bên nhà sớm thoát khỏi chế độ độc tài Cộng sản và được hưởng tự do dân chủ và thoát khỏi nguy cơ thông tín và diệt chủng của Cộng sản Trung Quốc. Cũng cầu nguyện cho các quân dân cán chính đã ngã xuống cách này hay cách khác để bảo vệ nền tự do dân chủ, nước Việt Nam Cộng Hòa. Quan trọng nhất là buổi tưởng niệm do cộng đồng người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn và Liên hội của Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tổ chức tại Trung tâm Thương mại Eden đúng 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4 2023. Trời mưa tầm tã từ sáng sớm, nhưng có rất đông đồng hương đến tham dự. Sau nghi thức chào quốc kỳ, ông Kê Văn Phạm, chủ tịch cộng đồng, và ông Lý Thanh Phi, chủ tịch Liên hội của Chiến sĩ, làm lễ đặt vòng hoa trước bàn thờ Tổ quốc. Trong số quan khách có ông Jason Marias, Bộ trưởng Tư pháp Virginia, ông David Tutter, thị trưởng thành phố Fortress, và cảnh sát trưởng Chief Mary Gavin của thành phố Fortress, đại tá hải quân hồi hưu Hùng Cao, hải quân trung tá Nguyễn Anh. Sau phần nghi lễ và phần văn nghệ do các thân hữu đóng góp, buổi lễ kết thúc đúng 2 giờ trưa. Sau đó mọi người lên xe bus đi biểu tình ở tòa đại sứ Việt Cộng. Kính thưa quý đồng hương, tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay ở tại đây để tưởng niệm tất cả những gì Việt Nam Cộng Hòa đã mất mát 48 năm rời khỏi đất nước. Không một ngày nào chúng ta không nghĩ đau buồn, thấy rằng đất nước chúng ta, trọn nước Việt Nam nằm dưới tay Cộng sản. Hiện nay
đã ôm theo Trung Cộng để mà tìm một cái lợi gì đó mà toàn dân chúng ta, toàn thể đồng bào chúng ta trong nước phải chịu đựng khắc khổ, không có một chút nào tự do về ngôn luận, về ăn nói, cũng như chúng ta không thể nào chấp nhận những biển hải của chúng ta đang bị lấn nước toàn là bởi những tàu lạ mà chính cái thằng nhà nước Cộng sản Việt Nam không dám nói đến, đó là tàu của Trung Cộng. Chúng ta có mặt ngày hôm nay không những tưởng niệm tháng Tư Đen, chúng ta còn ra đây để tố cáo trước dư luận của nước Mỹ này cái chế độ Cộng sản tại Việt Nam cần phải chấm dứt và trả lại tự do, nhân quyền và tất cả những gì mà người Việt Nam đã có với chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Cộng sản Việt Nam! Cộng sản Việt Nam! Cộng sản Việt Nam! Cộng sản Việt Nam! Thưa tất cả quý vị, cô bác, ngày hôm nay chúng ta tập họp ở đây để chúng ta tưởng niệm 48 năm mất nước và đồng thời chúng ta lên án sự cai trị bạo tàn của Cộng sản Việt Nam. Người Cộng sản Việt Nam ở bên kia tòa đại sứ, hãy nghe chúng tôi nói. Quý vị đã có thấy cả thế giới, cả nhân loại lên tiếng cái sự độc ác, tàn bạo. Quý vị phải đứng lên, quý vị phải chống lại chính cái chế độ mà quý vị đang phục vụ, để cho dân tộc chúng ta có tự do, có độc lập, có dân chủ và nhân quyền. Các bạn có nghe rõ không? Đá đảo Cộng sản ác với dân! Đá đảo Việt Cộng bán nước cho toàn cộng! Đá đảo! Đá đảo Cộng sản Việt Nam bán nước! Đá đảo! Freedom! For Việt Nam! Democracy! For Việt Nam! Right! For Việt Nam! Đá đảo! Đá đảo! Freedom! For Việt Nam! 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 Democracy! For Việt Nam! For Việt Nam! Đá đảo! Đá đảo Hồ Chí Minh! Đá đảo! Đá đảo Hồ Chí Minh! Đá đảo! Đá đảo Hồ Chí Minh! Đá đảo! Đá đảo! Đá đảo! Freedom! For Việt Nam! Democracy! For Việt Nam! Women's rights! For Việt Nam! Đá đảo Hà Nội của mình!